Xin chào anh em. Bữa giờ cũng rất là nhiều anh em yêu cầu mình hướng dẫn chỉ lại cách mod chóa đèn thay chóa về cho Sachi FE anh em ha. Thì mình cũng có một số video mình làm rồi, anh em có thể tìm lại ở phần cũ ha. Thì đây, để mod chóa về á, trước tiên mình phải đục lỗ anh em ha. Mà cái đục lỗ này đặc biệt nha, đục lỗ này đừng bao giờ mà anh em lấy cái mỏ hàn. Tại vì khi mỏ hàn nó nóng nó chảy nó đùn nhựa lên, đùn nhựa xuống, rất là xấu, cực kỳ xấu luôn. Thì để khoét được cái lỗ mà tròn đẹp như vậy này thì anh em thứ nhất á là sẽ có một cái bộ đầu bình ga khò này anh em ha. Đây, bộ khò này. Thì cái bộ khò này anh em không có thì nhà lấy bếp ga cũng được ha. Và đặc biệt là phải một cây này. Cây này thì inox, anh em ra ngoài mua khoảng 20 phân thôi, nó bán khoảng 10.000 15.000 này, hoặc ra ngoài xin mấy inox vụn mấy chỗ làm inox á. Phim 16. Thì khi anh em đốt nóng á, anh em hơi ha. Anh em nhấn vô thì anh em thấy không? Nó sẽ ra được một cái lỗ rất là tròn. Đó. Ra được một lỗ rất là tròn anh em ha. Thì ở trong này thực ra ở phía trong á, tại vì cái này nhìn vô trong hơi khó này. Nhưng mà ở trong anh em thấy không? Đó, nó có mấy cái khía sẵn anh em thấy không? Phía trong chó nó có cái mấy cái gờ sẵn rồi. Thì sau khi mình móc được đẹp vậy rồi nè, thì anh em thấy, nhìn thấy có một cái gờ, anh em thấy không? Đây, có một cái gờ. Đây, mình chỉ anh em ngay đầu mũi dao lên đây, cái gờ đây này ha. Đó, thì cái gờ này mình sẽ khoét một cái đường ở đây. Mình sẽ khoét một cái đường ngang và ngược lại cũng vậy. Ngược lại phía dưới này mình sẽ khoét đối xứng anh em ha. Ở trong này anh em cũng thể nhìn thấy có một cái gờ phía dưới này, để khoét một cái đối xứng nữa. Bây giờ mình sẽ khoét xong chui rồi mình sẽ quay cho anh em coi ha. Tại không ai cầm cái điện thoại quay cho mình được. Còn link Shopee mình sẽ đặt ở phía dưới cái video này anh em ha. Anh em có nhu cầu mua thì bấm vào link đặt ủng hộ ha. Chóa về mod xi nhan mình có sẵn hết. Và đặc biệt khi anh em mua bên mình á thì mình sẽ tặng giắc anh em ha. Có sẵn giắc trước. Đó. Khi mà anh em gắn rider á, thì đây là giắc chính hãng anh em ha. Cái bộ giắc này giắc hãng này. Đó, cái này là cái giắc trước, cái giắc phụ, cái này mình sẽ tặng kèm theo bộ giắc. Và cái thứ hai là giắc sau. Giắc sau này á thì sẽ nối với cái đèn lái anh em ha, đầy đủ giắc. Anh em mua khi nào mình cũng tặng kèm cho anh em cộng giắc này hết ha. Thì mod xi nhan này á thì anh em phải chịu khó là ngồi khắc ha. Thì nếu mà anh em ở gần Sài Gòn thì qua mình làm cho. Mình không có dám tự tin nhưng mình dám khẳng định là mình mod là đẹp nhất nhì Sài Gòn anh em ha. Đó. Thì chủ yếu là anh em cân đối bốn góc ha. Rồi sau đó mình dùng cái dao mổ này. Đó, lưỡi dao ha. Cái này là lưỡi dao 11 cán số 3. Cán số 3 lưỡi 11. Anh em nào mà làm nhiều thì mua cái này về làm ha. Hồi xưa có mấy ông làm cái kiểu phun khuôn á. Rồi bắt đầu đốt nóng để mà nhấn vô cái một cho ra hình á. Nó cái đó không có chuẩn. Cái đó mình làm nhiều, mình ngồi xưa mình có mua thử rồi mà làm không chuẩn mình bỏ luôn rồi. Chỉ có khắc như vậy này nó mới không có bị dính ba dớ anh em ha, không có bị đùn mấy cái thịt lên ha. Như cái này là đùn thịt lên á thì mình sẽ cắt ra chuẩn hết anh em thấy không? Đó. Ngồi khắc như vậy này, nó rớt miếng nào á là mình sẽ khắc phục được miếng đó. Giống như cái này mình để ngược nên là nó bị dính vô trong anh em thấy không? Thì khi mà bị dính vô trong á thì mình sẽ vỗ lấy nó ra thôi. Đó. Thì về cơ bản là khắc là như vậy ha. Sau gắt khắc xong thì mình sẽ dùng cái gắt của hãng mình gắn vô thì bao chuẩn luôn. Đó. Bao cho anh em là chuẩn nhất có thể luôn. Nha anh em ha. Cắm gắt vô thôi. Này. Thì cái này nó hay ở chỗ á là nó có cái xin cao su này. Nên là mình bảo hành cho anh em là trọn đời chóa luôn. Không bao giờ mà lo mà mót nó bị vô nước hết ha. Đó. Khi mót xong gắn vô cái một là như cho nhập. Đó. Như cho nhập luôn, không khác gì hết luôn anh em ha. Đó, dây nhựa chuẩn vô. Rồi thấy không? Ok không? Làm là phải chuẩn. Chuẩn là không cần chỉnh, mà chỉnh là không còn chuẩn. Đó. Rồi. Đây này là cái giắc để mà tại vì xi nhan của thằng FE thì mình đút ra mấy giắc tròn mà thì mình làm vậy nha ha. Thì dây ở giữa này là dây mát. Còn hai bên là xi nhan trái, xi nhan phải. Đó, nó chỉ vậy thôi. À, như vậy là xong một cái chóa cho anh em đẹp, bảo hành luôn nước trọn đời chóa. Ok chưa anh em? Rồi cho tới lượt gắn về nha má, mình sẽ hướng dẫn anh em gắn về sau. Xong phần trước anh em, phần sau ha. Phần sau để mà tháo được á, anh em mở ốc hai bên ra. Đó. Tháo cái dây điện ra. Đây là nguyên bộ dây điện của nó ha.
thì xíu nữa mình sẽ kết nối dây điện này vô cái bộ dây điện chính anh em ha. Phía sau này kết nối vô cái cho đèn lái. Thì hai cọng rời ra hai bên này là một cọng màu xanh lá và một cọng màu xanh lá và một cọng màu tím, là hai cọng xi nhan. Đây, hai cọng này là hai cọng xi nhan này. Hai cọng xi nhan ha, xanh lá và tím xi nhan. Và cả hai cọng này là hai cọng vô đèn soi biển số, dư lại hai sợi này nữa ha. Dạ thì cũng vậy. Dạ thì phía sau đầu tiên anh em sẽ tháo cái miếng vuông ra. Thì qua tuần là tức khoảng ngày mùng 5 tháng 3 mình sẽ về cái bộ dè chống gãy, là cái dè phía dưới này nè nha, cái dè xương này siêu dày. Thì khi mà về cái dè đó là miếng dè xương là miếng dè nào? Là miếng này anh em ha. Mình sẽ thay thế hoàn toàn cái miếng của hãng luôn. À, mình đang nhập hàng ở trên đường về đó. Cái đó thì nhìn kế lại thì cái độ dày của nó và cái độ dẻo là nó gấp 5 lần cái dè này anh em ha. Nên là gần như không còn cái hiện tượng mà bị gãy xảy ra nữa. Còn đây là bộ dè zin của hãng. Thì bộ dè nó sẽ có sẵn 3 món anh em ha. Đèn lái. Ốc nhiều lắm anh em. Tháo ốc ác thì 3.000 ốc luôn. Ốc thì mình cứ tháo ra bình thường thôi. Đây, cái này là đèn lái nhập Indonesia anh em ha. Nó tích hợp sẵn xi nhan bên trong. Đó. Khi anh em mua đèn lái thì được tặng kèm các mót xi nhan anh em ha. Nguyên bộ. Cái này là xi nhan trước mới tháo ra anh em ha. Thì phía trước anh em có thể gắn thêm cái gọng sắt bắt biển số của Indo, cái đó mình cũng có bán sẵn luôn nhé. Chưa có cái bộ bộ dè nào mà nhiều ốc như bộ dè của Raider Sachia. Đây, thì dưới này anh em muốn tháo cái đèn lái ra thì gỡ thêm một ốc dưới này nữa ha. Đó, đôi con ốc này dưới này lưu ý để mở thôi. Đó, còn dè Việt Nam mình thì ốc nhiều kinh khủng luôn. Còn hai con này nữa tháo ra. Nói chung là cơ bản thì gắn thì dễ lắm. Tháo ốc gắn vô lại thôi, cái gì đâu. Phía trước thì mình làm khoảng chắc 3 chân thì 2 dây vô, 2 dây xanh lá với tím và 1 dây vô dây mát, cắm vô là xong. Đây là ông sư phụ đầu hói của bên mình. Em bé, ốc tím tím này kìa. À, em bé. Thì cái đèn lái của Việt Nam này á, thì mình không có tích hợp được xi nhan vô nha em ha. Tại vì cái miếng mica của nó á, là nó đỏ chét rồi. Anh em mà tích hợp vô á, là khi mà bật xi nhan người ta sẽ không biết là anh em bật qua trái hay qua phải luôn á. Cái đó rất là nguy hiểm. Ban đêm thì còn có thể nhìn thấy là qua trái hay qua phải, cho ban ngày là thua luôn á. Thì đây mình đưa cái chỗ cho anh em coi này. Khi mà tích hợp xi nhan vô mà nhìn từ xa đó thì cơ bản là nó không có cái vách ngăn hai bên này này, thành ra khi mà bật xi nhan cái một nó loáng nguyên một gần như là 3/4 cái chóa, thành ra rất là khó mà nhận biết được là đang xi nhan qua trái hay qua phải, bởi vậy rất là nguy hiểm và cũng không nên mót anh em ha, cũng không nhược tiền. Đó, hai cái chóa này, cái chóa Indo và chóa Việt Nam anh em coi này ha, nó khác nhau chừng này thôi. Cái này tích hợp sẵn xi nhan hai bên và ở giữa nó có một miếng đỏ để mà nó dẫn hướng. Trên này bởi vậy mang tiếng lắm chú. Trên này người ta kêu làm ra để đua mà. Sau này bắt đầu người dân người ta cũng không có kỳ thị chiếc này nữa. Hồi đầu kỳ thị lắm luôn á. Đây nha, ốc nha. Một rổ ốc. Đó là mấy chiếc mà kiểu xì bo ngày xưa. Giống như xuống tăng á. Dạ, kiểu đó. Bắt cái đầu đèn vô cái nhìn xe nó gọn gàng đó nha. Bỏ được 4 quả lựu đạn. Cái này mình gọi là 4 quả lựu đạn á. Con ốc dưới này này, anh em lưu ý ha. Siết một cái lực vừa phải thôi. Thà mà rớt con ốc thì quăng ha. Anh em mà siết nó quá lực á, con này mà siết quá lực á là anh em cứ xác định nhá là phải cắt luôn cái nhựa này ra mới tháo cái chóa ra nhá. Nên là siết vừa lực thôi đó. Mình thấy nhiều ông siết xong là không bao giờ tháo ra được, tại vì nó lấy gờ nhựa mà. À, cái này là đang gắn cái đèn soi biển số vô anh em ha. Cái đèn lái thì mình gắn vô thôi, bắt ốc trên, ốc dưới, hai ốc hai bên xong. Đó. Rồi sau khi bắt vô thì bật xi nhan lên kiểm tra xi nhan trái xi nhan phải thôi.
rồi đó xong. Đó. Nó tích hợp cho trong cái nhìn thấy đẹp không? Đó, gọn gàng cái xe phía sau luôn. Rồi thì cái bộ dè cũng vậy. Bộ dè thì mình ghép 3 miếng lại thôi. Dày zin mà lúc anh tháo ra thì bây giờ gắn vô như vậy à. Này, cái này lên mâm Racing Boy 10 cây. Anh em có nhu cầu lên thì liên hệ luôn nè. Nó bị sao anh? Rồi vậy là xong trói dè nha ha. Gọn gàng ha. Bỏ được 4 quả lựu đạn là nhìn cái xe nó gọn hẳn cái xe ra nha ha. Xe này giờ gắn thêm bộ chống trộm. Đây nha. Cái này là chống trộm chính hãng nha nha. Cái này mà giá niêm yết ở bên Indonesia là bộ này là 1.600.000 á. Còn tại sao về Việt Nam mình nó rẻ là tại vì mình giải thích cho anh em luôn tại sao nó rẻ này. Tại vì cái bộ này á là khi mà Indo mà Việt Nam mình qua đó nhập xe sai chia về á thì sẽ kèm thêm một bộ chống trộm. Nhưng mà gần như tất cả các đại lý nhập xe về á đều không có bán kèm mà tháo rời ra. Đó. Rồi sau đó bán ra với cái giá cũng gọi là khá tốt cho anh em chơi. Thì giá mỗi thời điểm mỗi khác anh em ha. Còn giá gốc của nó là vẫn là 1.600.000 á. Này. Hàng này hàng chính hãng luôn nha. Giá gốc 1.600.000 thì mình bán bao nhiêu? Mình bán thì giá tùy theo thời điểm nên cái giá này mình không thể báo được. Đó thì anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ hoặc tham khảo thôi. Là giá tốt. Chưa vậy, chưa. 1.600.000. Chưa bằng chỉ hơn một nửa giá gốc một xíu anh em ha. Đó, hàng chính hãng. Đó. Thì bộ này thì cơ bản là gắn như zin luôn. Tại vì hãng người ta chừa sẵn cái lỗ đây anh em ha. Là mình gắn mình bắt vô lỗ này là xong. Có nghĩa là đây. Thì cái này mình cũng có video hướng dẫn trước đó. Anh em coi lại video cũ để thấy nha. Thì khi mình làm mình gắn thì nó sẽ có một cái gắn vô đây. Phía trước thì đơn giản lắm. Phía trước thì mình có dắt sẵn rồi. Hồi nãy quên gắn cái đầu đèn vô, giờ phải tháo đầu đèn ra để gắn lại cái chống trộm. À, vậy là xong anh em ha. Xin cảm ơn anh em. Nếu có nhu cầu mua ủng hộ thì đặt hàng theo link phía dưới anh em ha. Xin chào anh em. Xin chào anh em mà trên này anh chủ xe lên luôn bếp phun lọc trụ anh em ha. Đây, cái này lọc trụ 1280 hàng có sẵn luôn. Bếp phun GSX. Thì cái bếp này là bếp 10 lỗ anh em ha. Thì khi mà mình lên bô độ hoặc là lên cổ bô mà size lớn nó size 32, anh em lên cổ 2. Anh em mà lên cổ size 27-32 á thì không cần phải thay bếp full, nhưng mà khi mà lên size 32 full trở lên á bắt buộc phải thay bếp full anh em ha. Thì nó sẽ giúp anh em chống được cái hộp ga đầu. Thì con này coi như là hôm nay là anh chủ xe làm tất tần tật rồi. Rồi, giờ thì xin chào anh em thật.